tình tu tiệp yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật, Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tình Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý, tình tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc Quy Tây, phần 18, lễ thứ 17. Dứt tâm quán lễ Cực Lạc thế giới, Hoàng Kim Địa Thượng, Bảo Thụ Hàng Giang, Liên Hoa Trì Nội, Bảo Lâu Cát Trung, Phát Bồ Đề Tâm, Niệm Phật Vãng Sanh, Trụ Chánh Định Tụ, Vĩnh Bất Thối Chuyển, Dung Sắc Vi Diệu, Siêu Thế Hy Hữu, Hàm Đồng Nhất Loại, Vô Sai Biệt Tướng, Tất Thị Thanh Hư Chi Thân, Vô Cực Chi Thể, Chư Thường Thiện Nhân, Giai Do Nhất Hướng Chuyên Niệm, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xưng ba lần một lạy. Nhất tâm quán lễ Cực Lạc thế giới, Hoàng Kim Địa Thượng. Hồi nãy nói Hoàng Kim Vi Địa, hồi nãy đã nói đây là một thí dụ nha. Trên thế gian chỉ có vàng có thể lấy ra làm thí dụ, chúng ta còn có thể biết chút ít đất của thế giới Cực Lạc là bóng ra sao, sáng ra sao, sạch sẽ ra sao, ngay ngắn ra sao. Bảo Thụ Hàng Giang, nó là cây bảy báo, đều rất ngay ngắn, không phải lộn xộn, một hàng đều canh thẳng hàng, xếp rất ngay ngắn. Cây này là bảy báo làm thành cây, những thứ này đều vậy. Bảy báo xem như tính từ, không phải là cây máy móc kia. Những cây báo đó, thí dụ là mọc giống chiếc lá như thế, trái như thế, nhưng các loại đều là vượt qua cây của thế gian. Bảo Thụ Hàng Giang, phía trên đất bằng vàng, trong từng hàng cây báo, ở Liên Hoa Trì Nội, Bảo Lâu Cát Trung, đây đều là nói bốn nơi. Có người kinh hành trên đất, đi mà niệm Phật, có người đang tính tọa, có người ở Bảo Thụ Hàng Giang, ở trong hàng của cây, đi xuyên hàng, kinh hành ở bên trong, được bao bọc giữa những cây này, ở Liên Hoa Trì Nội, có người đang tắm nơi đó, có người đang tĩnh tọa nơi kia, ở trong hoa sen, ở trong hồ, Bảo Lâu Cát Trung, cung điện lầu gác. Trong lầu gác bằng bảy báo thì có rất nhiều là người phát Bồ Đề Tâm, niệm Phật vãng sanh. Những người này đã phát tâm Bồ Đề là nhất hướng chuyên niệm. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm ở phía trước đã xuất hiện rồi, phía sau này cũng có nhất hướng chuyên niệm đã thu thập đủ ở chỗ này. Cho nên nhất hướng chuyên niệm đã nêu ra hai lần. Bây giờ ở những nơi này, ở trên đất vàng rồng, giữa hàng cây báu, trong hồ hoa sen, trong lầu gác báu, đều có người phát tâm Bồ Đề niệm Phật được vãng sanh đang ở đó. Ở trong đó là trụ chánh định tụ. Chữ định tụ này, đây là một danh từ, là có ba loại. Một loại là chánh định tụ, một loại là tà định tụ, một loại là bất định tụ. Tụ chính là tụ hợp, cũng chính là loại. Chúng ta phân lời nói này thành ba loại. Một cái là chánh định loại, một cái là tà định loại, một cái là bất định loại. Phân loại này có rất nhiều cách phân, không giống nhau. Cách giới thiệu chỗ này là một loại phổ thông nhất, đối với chúng ta mà nói cũng đã đủ rồi. Chúng ta cái gọi là chánh định nhé, chính là nhất định có thể chứng, nhất định có thể ngộ. Đây là thuộc về chánh định tụ, nhất định có thể thành tựu Bồ Đề. Tà định tụ, trái ngược lại, chắc chắn là không phải chứng ngộ. Xiển đề này nhá, xiển đề họ không những không tin, họ còn hỷ bán. Thế trước mắt thì chính xác họ không có cái khả năng này đấy. Vậy gọi là tà định tụ. Bất định tụ là nằm ở giữa hai loại. Trụ chánh định tụ vẫn chưa thành công, quyết định sẽ thành công, đã trụ chánh định tụ. Thế thì mọi người thật sự, nếu đã phát tâm Bồ Đề,
phát nguyện vãng sanh. Thế không chỉ vẹn vẹn là đến thế giới cực lạc trụ chánh định tụ, cái thế giới này đã là chánh định tụ nha. Do đó cầu sanh tịnh độ điểm này, thù thắng của việc phát tâm bồ đề, phát nguyện lớn là bất khả tư nghị, đã ở trong chánh định tụ rồi. Vì thế kinh A Di Đà, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, đều được bất thối chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, họ không thối chuyển, họ nhất định chắc chắn có thể thành công rồi mà. Cho nên đây đều là điểm bất khả tư nghị đấy. Vĩnh bất thối chuyển, người vãng sanh đến thế giới cực lạc, mỗi một người đều là vĩnh viễn không thối chuyển. Vì vậy điểm này chính là hàm nghĩa thù thắng của vãng sanh. Phía trước đã nói một điều, thọ mạng vô lượng. Phật thọ mạng vô lượng, thọ mạng của hết thảy người vãng sanh vô lượng. Đến thế giới cực lạc thì không có cái gì gọi là chết nữa rồi. Chỗ này lại thêm vào một điều vĩnh bất thối chuyển. Bất thối chuyển có ba cái bất thối chuyển nha. Một cái là vị bất thối, chính là địa vị bất thối. Một cái là hành bất thối, việc tu hành của chư vị không thối lui nữa. Một cái là niệm bất thối, khởi tâm động niệm của ta, mỗi một niệm đều không thối nữa. Điểm sau này cao nha. Vị bất thối đến thế giới cực lạc rồi thì vị bất thối rồi, sẽ không trở lại thành phàm phu nữa. Người ở thế giới cực lạc đấy, họ sẽ không trở lại thành phàm phu nữa. Họ nếu như tái lai, thế họ là người tái lai của thế giới cực lạc đấy. Hiện tại thì phải nói hô đồ khắc đồ rồi, người tái lai đấy, không phải phàm phu nữa. Do đó gọi là hoặc Phật mà. Hô đồ khắc đồ thừa nguyện tái lai. Ngày nay những hô đồ khắc đồ là giả mạo, người thật vẫn là rất đáng quý. Chư vị nếu như đến thế giới cực lạc rồi cũng tái lai, thế cũng là tương đương với nói rằng đó chính là hô đồ khắc đồ mà, phải không? Sẽ không đọa lại làm phàm phu đấy. Họ vị bất thối rồi. Hạnh bất thối đều là phát đại thừa tâm, toàn bộ đều là sắp thành Phật. Chư vị sẽ không lui lại là đường A-la-hán, chỉ cầu chứng A-la-hán, không có cái nhân này đấy, cũng không có cái duyên này đấy. Bởi vì theo thành Phật vi nhân, thành Phật vi duyên. Hạnh, sở hạnh của chư vị sẽ không lui trở lại đến nhị thừa, chỉ muốn tu chứng đến A-la-hán thì là dừng. Ta tự giác thì được rồi, những chúng sanh này khó độ. Tổ sư Nặc Na ở trong bụng mẹ đã khóc. Về sau người ta hỏi tổ sư Nặc Na: Thượng sư, ngài ở trong bụng Phật mẫu thân khóc cái gì? Ta khóc chúng sanh khó độ đấy. Chính xác là khó độ đấy. Có người đã thối tâm khó độ như vậy thì ta thôi, giống Xá Lợi Phất, ngài nói thôi đi. Có người xin con mắt của ngài thì ngài bố thí. Sau khi bố thí, người kia sau khi lấy được nói: Ông xem tánh ông hấp tấp, ông cũng không đợi tôi nói. Tôi xin mắt thì tôi xin mắt trái, ông khoét mắt phải cho tôi có ý gì chứ? Xá Lợi Phất ban đầu nghĩ: Ta có hai con mắt, hy sinh một con mà, thì ông ấy có thể được cứu sống, ta còn có thể nhìn thấy mà. Không ngờ rằng ông ấy nói sai rồi. Sau đó suy nghĩ, cứu người cứu đến nơi thôi. Thế là ngài khoét con mắt trái này cho ông ấy, đã khoét con mắt này cho ông ấy rồi, lấy cho người ấy. Người ấy vừa ngửi, mắt của ông thối rồi, không thể vào thuốc, vừa ném xuống đất, lấy chân dẫm một cái, mắt của ngài bị dẫm hư rồi. Ngài nói: Việc này tôi không được rồi, độ chúng sanh tôi đây không được. Rốt cuộc thì thối tâm rồi mà. Sau khi thối tâm rồi, kiếp trần điểm là từ dùng ví dụ thời gian cực kỳ lâu dài, đều là thanh văn đấy. Phát tâm đại thừa lại đã phát không lên rồi, mãi đến Phật Thích Ca Mâu Ni thế mới phát tâm đại thừa đấy. Cho nên thối rồi rất khó tiến lại mà. Chư vị xem, ngày ấy đến mức này rồi, khoét hai con mắt vẫn thối, việc này đã rất tài giỏi rồi. Khoét một con mắt đã tài giỏi, còn đồng ý khoét hai con mắt vẫn thối rồi. Thế giới cực lạc
thì vĩnh viễn sẽ không thối nha. Niệm bất thối còn cao nữa, niệm niệm chảy vào biển trí tuệ của Phật, niệm niệm tương khế với trí tuệ của Phật nha. Vậy khởi tâm đồng niệm thì không có lúc nào không hợp bát nhã rồi. Do đó đến thế giới cực lạc có thể đến cảnh giới như vậy nha. Vì thế đều là bất thối chuyển, lại trường thọ vô lượng, đâu không đắc thành Phật. Không thành Phật thành gì, có phải hay không? Cứ thẳng tiến, thọ mạng vô lượng, thế nào cũng có một ngày chư vị thành công mà. Hết thảy công đức viên mãn rồi. Ở trên đất vàng, giữa hàng cây báo, hồ hoa sen, trên hoa sen, trong lầu gác báo, đều là những người này trụ ư chánh định tụ, vĩnh bất thối chuyển. Những người này dung sắc vi diệu đấy. Dung là dung nhan, sắc là sắc tướng, là vi diệu, cực kỳ trang nghiêm, siêu thế hy hữu. Siêu vượt thế gian là cực kỳ hy hữu đấy. Hàm đồng nhất loại, mọi người đều là như nhau. Không phải cái thế giới này của chúng ta có màu da này, màu da kia, chủng loại này, chủng loại kia, kỳ thị lẫn nhau, muốn tàn sát lẫn nhau, đang đấu tranh lẫn nhau, bóc lột lẫn nhau, kiểu như vậy. Họ là không có tướng sai biệt, bình đẳng nha. Tất thị thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Vừa rồi một đoạn đầu nói qua, hóa sanh trong hoa sen mà. Thanh hư chi thân, thân thể tuy rằng là có, chỉ là một hình sắc, nó chẳng hề là có máu có thịt nha. Giống chúng ta như vậy nha. Do đó họ ăn cơm cũng là dị ý vi thực. Phạm thánh đồng cư độ vẫn có thói quen ăn cơm. Đến giờ ăn cơm, thức ăn bày đến chỗ này, họ vừa nhìn, vừa nhìn thì đủ rồi. Cho nên họ cũng không cần đại tiểu tiện. Muốn ăn thức ăn gì thì đều đến rồi. Sau khi ăn xong, tất cả món ăn cũng không cần rửa đĩa, rửa bát, cũng không cần có người lo cho chư vị. Tự nhiên thì không còn nữa. Họ vẫn còn tập khí này, đến giờ vẫn muốn ăn một chút. Vì thế cái tập khí này rất lợi hại đấy. Chỉ có đến Phật mới có thể trừ khử được sạch tập khí. Cho nên có một số đại đức vẫn còn số tật xấu, tập khí. Điểm này chúng ta phải biết. Chúng ta xem bản chất của họ, có số thuộc về tập khí. Ngay cả A-la-hán vẫn có tập khí. Một vị A-la-hán, vị nữ thần sông Hằng kia, chạy đến chỗ của Phật Thích Ca Mâu Ni để cáo trạng, nói: người đệ tử này của người cứ mắng con. Ông ta đi qua sông Hằng thì gọi con tiểu A đầu sông Hằng. Vị thần sông Hằng này đại khái là người nữ. Cô ấy nói: ông ta khinh mạng con. Phật nói: như vậy bảo ông ta xin lỗi cô. Thì Phật gọi vị ấy nói: người ta không muốn. Phật nói: ông nên nhận lỗi đi. Vị ấy A-la-hán đã qua nhận lỗi với người ta, nói: tiểu A đầu sông Hằng, tôi bất kính đối với cô. Phật Thích Ca Mâu Ni nói: cô nhìn thấy hay không? Ông ta xin lỗi cô. Ông ta vẫn gọi cô tiểu A đầu sông Hằng. Ông ta chẳng hề là xem thường cô. Đây là tập khí của ông ta. Ông ta chính là như vậy, là thành thói quen rồi. Cho nên cái tập khí này cũng là như vậy mà. Thanh hư chi thân này, không còn cái thân máu thịt này, nhưng họ còn tập khí, vẫn muốn ăn chút thức ăn vô cực chi thể. Chúng ta thường xuyên nói cái gọi là hữu cực, vô cực. Họ tuy rằng có cái hình tướng, họ chẳng hề có những thứ vật chất kiểu này của chúng ta, cái gọi là một hình vô hạn đấy. Cho nên thân này của họ thì rất vi diệu. Những cách nói này là hán dịch, vẫn là mượn dùng một số cách nói của đạo giáo. Thanh hư nha, vô cực nha, lợi dụng số từ này chính là nói rõ họ là biến hóa mà sanh, không giống thể máu thịt loại này do cha mẹ sanh ra. Vì vậy thân này là thanh tịnh vô cùng. Thanh hư chính là thứ không có những thực chất này. Vô cực là số điều kiện không có những cố định, trong kết cấu đều không có nha. Những chư thượng thiện nhân này, nói đến chỗ này chúng ta đã hiểu rồi. Ta cái lễ lạy này
là ai hả? Đến chỗ này mới chỉ ra đối tượng này. Ta lễ bái là những chư thượng thiện nhân. Những chư thượng thiện nhân này ở nơi nào? Những chư thượng thiện nhân này thì ở giữa hàng cây báu của thế giới cực lạc đấy, trên đất vàng đấy, trong hồ hoa sen đấy, trong lầu gác báu đấy. Những chư thượng thiện nhân này đều là bởi vì phát bồ đề tâm niệm Phật lại được vãng sanh đến. Họ bây giờ trụ ở chánh định tụ, sẽ không thối chuyển nữa. Dung sắc cũng vi diệu đấy, cũng không có sai biệt nha. Thanh hư chi thân, vô cực chi thể nha. Hết thảy thiện nhân này ta vừa đảnh lễ nha. Một lạy này là lạy những người này. Những người này là làm sao đến vãng sanh thế giới cực lạc? Lặp lại một câu nữa, chỗ này gây chú ý cho chúng ta. Những người này giai do nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Phía trước không phải đã có đã phát tâm bồ đề sao? Ở đây nhấn mạnh thêm một câu, đều là vì nhất hướng đang chuyên niệm A-di-đà Phật. Ta ở đây đảnh lễ, đảnh lễ công đức này của họ. Đây có nghĩa bản thân nên học tập đấy. Bên dưới vừa rồi là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ của thế giới cực lạc. Bên trong rất nhiều a bệ bạc trí, bên dưới thì phải đảnh lễ những a bệ bạc trí này. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết bột báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ. Mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn. Từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai. Phật Nam Mô A
Mi Đà Phật. Nam mô A Mi Đà Phật. Nam mô A Mi Đà Phật. Nam mô A Mi Đà Phật. Nam mô A Mi Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Nam mô A Di Đà Phật.